양아치네. 봐라 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 봐. 근데 개찐다. 언니 못 가. 면허가 없어. 짜릿해. 불 태웠다고? 불 태웠다. 오토바이? 아니지. 잠깐만, 나도 왜 안 풀리냐 이거. 그니까요. 대표님 거 아니에요. 이거. 너도 그거 아니야? 뭐 먹을래? 뭐만 있어? 군복, 군복도 있다. 호띠우. 저 봐봐. 호띠우. 호띠우? 뭐야? 군복 있다면서? 그, 아 군복. 군복? 네 군복. 군복 먹는다고? 네. 왜요? 호띠우? 아니야 아니야 상관없어. 대표님 뭐 드실 거예요? 나? 나 또 군복 먹을까? 군복. 아 봐. 야 cho bố một bài với một phở. Uống gì? À, ở đây là có mấy cái nước ngọt mà hồi xưa hơn nha, Sài Gòn không có. Ok. À. Đúng không? Bây giờ Sài Gòn không còn như vậy nữa. Anh thì uống number one. Em sẽ uống nước sữa đậu nành nữa thì vậy. Uống gì vậy? Uống gì? Uống chung đi. Anh đi mua massage á. Đã ăn cả chứ mà sao vậy? Này, vậy nào là spa vậy nào? Oh, Pepsi, em đang thông. Biết này biết ở Sài Gòn cũng có nhiều. Kiếm một cái coi. Thôi. Kệ rất là thôi. Em tên gì? Tên Duy. Hả? Duy. 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 À, Duy. 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 Hôm nay là Duy Duy. Duy Yuri. Duy Yuri. Duy Yuri. Duy. Wow. Subin. 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 Sẽ mua về bán lại hả? Xong rồi về xay ra thành cái hộp gạo. Mua từ Campuchia. Wow. Mua Campuchia là nhiều đúng không? Mua Campuchia nhiều. Brick. Giàu. Cái này là đại gia Đồng Nai. Mua gạo. Thật hả? Đại gia Đồng Nai mà. Còn nó xài đại gia Tiền Giang. Có đó. Đẹp trai không? Hôm bữa em đi hàng hỏi cái xong gửi em hỏi là thuốc nào của hàng uống mà trắng da. Hiểu không? Không là uống cái gì của thuốc của hàng là trắng da. Cái xong em mới nói là nếu mà uống thuốc của hàng mà trắng da là bây giờ tao không có đen đâu. Đúng rồi. Ở đâu? 군복, 후띠우, 쌀국수. 국물도 다 다르고 면도 다 다르고. 쌀국수도 또 다르고 다르고 다르고. 쌀국수도 뭐 지역마다 다 다르고. 얘도 넣어요? 어, 걔 넣어도 되고 안 넣어도 되고. 해줄게.
베트남산 다 됐네. 어? 풀을 막 마구마구 다 뜯어놓는 거 보니까 이제 적응 다 했네. 야, 처음에 조금 넣었던 거 아시죠? 어. 근데 이거 없으면 이상하지? 맹맹해요. 그치? 어, 허전해요. 중독된 거 같아요. 고추도 어? 안 넣으면 밍밍해요. 고추 있어야 돼. 적응 다 했네, 수빈이. 현지인이죠? 이제 베트남 이름만 있으면 되겠다, 너. 어, 지어주세요. 어, 지어줘. 끙. 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 우유 표정 봐. 우유. 언니 베트남 이름 끙이래. 끙. 끙. 예이. 라이 끙, 라이 안. 공빈? 안 닷댄. 닷댄 뭐이? 반. 반, 하? 반, 아, 수빈, 빈. 아, 빈, 하? 아, 오케이. 빈, 라타, 빈, 따이, 로, 하? 빈. 빈. 이름은 빈이다, 빈. 빈. 빈, 빈. 아, 빈. 빈. 난 이마에 뭘 달고 다녀. 이건 그냥 에너지 드링크 맛이네. 탄산 없는. 바카시 같아. 맞아, 바카시 같아. 내 분보가 코치미랑 맛이 좀 다르다. 그때 먹었던 거랑 달라요. 코치미 더 맛있어. 내 나이 따오 제 나이 타이 냄 가녀 나이 học làm nha. 아니 이쁜 척하고 아이 뱀 야 아이 냄 녀 나 비행 짜 나 대 아이 아이 냄 녀이 À, à mình chỉ không có vé gì trên đông thôi. Dạ, có lẽ không có vé, nghe vẻ thấy. thấy bé nào? Thì thôi. Ủa tao không hề mày. Nhỏ hơn mày 2 tuổi. Quê ở Sóc Trăng luôn nha, người miền Tây luôn nha. Đẹp gái không? Mà sao em chưa có bạn gái? Tại em trắng quá. Anh thấy người miền Tây hay kết hôn sớm mà. Có một em của em là bằng tuổi em là kết hôn rồi mà có hai người con luôn. Đúng không? Ừ. Anh thấy là người miền Tây thì chắc cỡ 17, 18 tuổi là kết hôn rồi đúng không? Tùy mọi người, bây giờ cũng có nhiều người tới hai mấy, 30 tuổi mới kết hôn. Ừ. Bao nhiêu tuổi thì anh lấy vợ? Khoảng 26, 27 à. Mà có bạn gái nào lấy cha? Thế nào? Thế nào? 야, 왜 여자친구 없냐고. 아, 그니까. 왜 없어? 보통 시골 쪽은 되게 결혼 일찍 하거든. 보통 몇 살이에요? 23. 아. 한국 나이로 24. 아. 그러니까 결혼을 엄청 늦게 하고 있는 거지. 진짜 빠르긴 빠르다. 유리 친구들은 시골에서 18살, 19살 때 다 결혼한대. 되게 빠르다. 옛날 한국 같아요. 엔컴 제로 이거 뭐? 재개톤. 재 so với mấy bạn của em. Mấy bạn của em cũng có kết hôn rồi, có con rồi hết rồi. Con gái nha. Con gái 17, 18, con trai thì lớn hơn. Con gái thì kết hôn sớm hơn con trai. À đúng rồi, em là con trai. Cho nên là bạn đúng không? Dạ. À. Này chưa có bạn gái. <Đúng rồi. cười> 시골 청년이라 그런지 부끄러워하네. 부끄러움 많아. 잘생겼어. 근데 인기 많겠어. 우유가 계속 놀리잖아. 얼굴만 하얘면. 우유 한국 갔을 때 하얘질 수 있는 약 없냐고 그 좀 사다 달라고 했대. 아 진짜요? 불가능해. 배곡주사. 배곡주사. 우유도 아나 그런 주사? 모를걸? 우유 배곡주사 알아? 배곡주사? Có thuốc mà làm da trắng nha. Có mà. Có. Ở Hàn Quốc thì có. Anh không giới thiệu cho em. Em chưa bao giờ hỏi anh mà. Trời ơi, người ta thuốc nào người ta khách hàng mà da người ta đen không giới thiệu cho người ta. Có mua mua gì giống phần nha. Nếu mà mua uống bao nhiêu hộp thì sẽ trắng sao? Cái đó thì anh không biết, nhưng mà có chế thuốc nha, chế thuốc. Cái này là phải 20 cái, 21. Mày chắc là phải 20 hộp á. Tao là 5 hộp thôi. Nhưng em thì em thích nhờ. Nhưng mà đừng có đen quá.
Nhưng mà đẹp trai. Ồ, đẹp trai. Khen đâu rồi, nó khoái tối vậy, tao nằm ngủ, tao mơ vậy.